mỗi ràng buộc tâm linh là những kết nối năng lượng rất mạnh mẽ được hình thành giữa hai người đó có thể là những người bạn đời lãng mạn bạn thân thành viên gia đình thú cưng và thậm chí cả với những người lạ những mối liên kết này có thể phát triển theo thời gian hoặc ngay lập tức mỗi ràng buộc tâm linh là sự kết nối sâu sắc với một ai đó vượt xa thế giới vật chất. Đó là một liên kết vô hình tồn tại ở mức độ năng lượng, tinh thần và cảm xúc giữa hai cá nhân. Khi chúng ta trải qua một loại mối quan hệ nhất định với ai đó, mối liên hệ gắn kết tâm hồn có thể được hình thành. Những kết nối này có thể cực kỳ mạnh mẽ và có thể có tác động lâu dài đến cuộc sống của chúng ta không phải tất cả những người chúng ta gặp đều có chung mối ràng buộc tâm hồn nếu bạn có mối ràng buộc tâm hồn thực sự với ai đó bạn sẽ biết điều đó bằng trực giác của mình bằng linh cảm của bạn các kết nối gắn kết tâm hồn có thể tích cực tiêu cực hoặc cả hai thông thường mối ràng buộc tâm hồn có cả yếu tố tích cực và tiêu cực những mối quan hệ này có thể thay đổi theo thời gian tốt hơn hoặc xấu đi hãy nghĩ về mối quan hệ của bạn với những người trong gia đình hoặc bạn bè thân yêu nhất của bạn mặc dù bạn yêu quý họ nhưng có thể đôi khi họ khiến bạn khó chịu hoặc khiến bạn gặp những thăng trầm trong cuộc đời trong các mối quan hệ gắn kết tâm hồn chủ yếu là tích cực mối liên hệ mà bạn chia sẻ thường dựa trên những thứ như là tình yêu sự hiểu biết và trải nghiệm được chia sẻ lẫn nhau trong những mối quan hệ này bạn được kết nối sâu sắc với năng lượng và bản chất của người khác theo cách cuối cùng sẽ nâng cao và cải thiện cuộc sống của bạn thường có niềm vui sâu sắc sự chữa lành hoặc sự phát triển và cũng có một số mối liên kết tâm hồn bắt đầu một cách tích cực, sau đó vướng vào những khuôn mẫu tiêu cực hoặc trở nên mất cân bằng, dẫn đến căng thẳng và đau khổ về cảm xúc. Mỗi ràng buộc tâm hồn có nhiều hình thức khác nhau. Sau đây là một số loại ràng buộc tâm hồn phổ biến mà bạn có thể trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Điều thứ nhất, mối ràng buộc tâm hồn tình bạn những kết nối tâm hồn này hình thành giữa những người bạn thân những người có chung mối liên kết và mức độ hiểu biết đặc biệt mối quan hệ tâm hồn tình bạn thường được xây dựng trên sự tin tưởng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm mối quan hệ tâm hồn tình bạn có thể xảy ra giữa đồng nghiệp bạn thời thơ ấu và bất kỳ ai trở thành bạn bè ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời bạn điều thứ hai mối ràng buộc tâm hồn gia đình những kết nối tâm hồn này được hình thành trong gia đình mà bạn sinh ra chúng bao gồm các kết nối được chia sẻ giữa cha mẹ và con cái anh chị em thành viên đại gia đình vợ chồng điều thứ ba mối ràng buộc tâm hồn lãng mạn mối quan hệ tâm hồn lãng mạn được hình thành Giữa các cá nhân trong các mối quan hệ lãng mạn, những kết nối này bao gồm những mối tình lãng mạn, những người bạn tri kỷ, những linh hồn song sinh và thường liên quan đến sự gần gũi mãnh liệt về mặt cảm xúc và thể chất. Đôi khi có một cảm giác sâu sắc về sự gần gũi và thống nhất, như trường hợp của linh hồn song sinh và những người bạn tri kỷ, điều thứ tư những người bạn động vật yêu quý của chúng ta cũng có thể hình thành mối quan hệ tâm hồn với chúng ta tình yêu lòng trung thành và tình bạn được chia sẻ giữa con người và thú cưng tạo nên một mối liên kết đặc biệt không thể diễn tả bằng lời những kiểu ràng buộc tâm hồn này thường rất tích cực làm thế nào để bạn biết rằng liều bạn có mối quan hệ tâm hồn lành mạnh hay không lành mạnh với ai đó dấu hiệu nhận biết mối quan hệ tâm hồn lành mạnh đó là cảm thấy thoải mái được chấp nhận và cảm thấy được bảo vệ che chở bên cạnh ai đó bạn có thể cảm thấy một niềm khao khát không thể giải thích được khi bạn tách biệt khỏi họ điều quan trọng là cảm giác này không phải là một chiều họ cũng cảm thấy như vậy về bạn cảm giác vui mừng và thoải mái khi có mặt họ cho thấy rằng sự kết nối tâm hồn rất sâu sắc Cảm giác này cho thấy rằng các bạn phát triển mạnh mẽ nhờ sự hiền diện tràn đầy năng lượng của nhau. Ngược lại, những mối ràng buộc tâm hồn tiêu cực không mang lại cảm giác ấm áp. Những mối quan hệ tâm hồn tiêu cực có thể khơi dậy cảm giác bớt gan, không chắc chắn, kích động, mất cân bằng, tuyệt vọng, cảm thấy tức giận và rất nhiều những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc của bạn là chìa khóa để nhận biết được liệu mối ràng buộc tâm hồn của bạn chủ yếu là tích cực hay tiêu cực sau đây quốc anh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu bạn có mối ràng buộc tâm hồn tích cực với ai đó điều thứ nhất cộng hưởng cảm xúc rất mãnh liệt một dấu hiệu quan trọng của sự ràng buộc tâm hồn đó là trải nghiệm sự cộng hưởng cảm xúc mãnh liệt với người khác như thể cảm xúc của họ hòa quyền với cảm xúc của bạn và bạn có thể cảm nhận được điều họ cảm nhận ở mức độ sâu sắc nhất bạn có thể cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của họ mà không cần phải nói một lời khi bạn gắn bó tâm hồn với ai đó niềm vui của họ mang lại cho bạn niềm vui và nỗi buồn của họ cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến bạn sự cộng hưởng cảm xúc này cho thấy sự kết nối sâu sắc và sự trao đổi năng lượng được chia sẻ giữa các tâm hồn điều thứ hai bạn đã bao giờ gặp ai đó mà bạn ấn tượng ngay lập tức như thể bạn đã biết họ cả đời hay chưa sức hút từ tính và sự kết nối sâu sắc không thể phủ nhận đó thường là dấu hiệu rõ ràng của sự ràng buộc tâm hồn như thể các bạn được thu hút bởi nhau và sự hiền diện của nhau khiến cả hai cảm thấy rất dễ chịu cuộc trò chuyện của bạn diễn ra dễ dàng và các bạn hiểu nhau ở mức độ trực quan điều thứ ba mối ràng buộc tâm hồn có thể biểu hiện dưới dạng sự đồng bộ và sự trùng hợp ngẫu nhiên bạn có thể thấy rằng bạn và người ấy có chung mối ràng buộc tâm hồn đều trải qua nhiều khoảnh khắc tình cờ và những sự kiện song song trong cuộc sống những điểm đồng bộ này có thể bao gồm việc chia sẻ những sở thích giống nhau có cùng ước mơ hoặc khát vọng hoặc thậm chí gặp phải những trở ngại và thách thức giống nhau những sự trùng hợp đầy ý nghĩa này là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng tâm hồn của bạn được kết nối và liên kết phức tạp ở cấp độ tâm linh. Chúng đóng vai trò như lời nhắc nhở rằng các con đường của bạn gắn liền với nhau và kết nối của bạn có mục đích lớn hơn. Điều thứ tư, tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Dấu hiệu sâu sắc của sự ràng buộc tâm hồn tích cực đó là trải nghiệm cảm giác sâu sắc về tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện từ người kia trong một mối quan hệ gắn kết tâm hồn bạn cảm thấy được trân trọng và quý trọng vì con người thật của bạn mà không cần phán xét hay đặt ra điều kiện nào kiểu tình yêu và sự chấp nhận này tạo ra một không gian nơi bạn có thể thể hiện bản thân mình một cách chân thật và dễ bị tổn thương nó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và khuyến khích bạn nắm lấy bản chất thực sự của mình cảm giác được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện đó là một dấu hiệu rất đẹp đẽ về một sự kết nối tâm hồn rất tích cực điều thứ năm khi bạn có mối ràng buộc tâm hồn với ai đó bạn sẽ thường thấy rằng mối quan hệ đó thúc đẩy sự phát triển và biến đổi cho cả hai cá nhân sự kết nối đóng vai trò như chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân khuyến khích bạn phát huy tiềm năng cao nhất của mình các bạn có thể truyền cảm hứng cho nhau để theo đuổi ước mơ, nắm bắt những cơ hội mới và vượt qua thử thách. Sự trưởng thành được chia sẻ trải qua trong mối quan hệ gắn kết tâm hồn là minh chứng cho mối liên hệ sâu sắc giữa hai tâm hồn cùng nhau bắt tay vào một cuộc hành trình biến đổi. Điều thứ sáu, giao tiếp thần giao cách cảm. Một dấu hiệu hấp dẫn khác của sự ràng buộc tâm hồn đó là khả năng giao tiếp ở cấp độ thần giao cách cảm điều này có nghĩa là bạn có thể hiểu được suy nghĩ cảm xúc hoặc thậm chí cả ý định của nhau bằng trực giác mà không cần giao tiếp bằng lời nói giao tiếp thần giao khách cảm trong mối quan hệ tâm hồn thường được đặc trưng bởi khả năng kết thúc câu nói của nhau hoặc biết người kia sẽ nói hoặc làm gì trước khi họ làm điều đó mức độ hiểu biết không thành lời này vượt xa sự giao tiếp thông thường và biểu thị sự kết nối sâu sắc của năng lượng được chia sẻ cùng nhau nếu bạn mong muốn thắt chặt mối ràng buộc tâm hồn của mình với một người cụ thể sau đây là một số điều bạn có thể làm để làm sâu sắc hơn và nuôi dưỡng mối quan hệ tâm linh đó hãy thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với người ấy thông qua những lời nói tử tế hành động tử tế và cử chỉ chu đáo những biểu hiện chân thành của tình yêu có thể củng cố mối ràng buộc tâm hồn và tạo ra một mối liên kết bền chặt hơn hãy luyện tập cách lắng nghe tích cực dành cho người ấy sự chú ý hoàn toàn khi nghe người ấy nói hãy thực sự lắng nghe những suy nghĩ cảm xúc và mối quan tâm của người ấy mức độ chú ý này giúp thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối sâu sắc hơn hãy dành thời gian chất lượng cùng nhau tham gia vào các hoạt động mà cả hai bạn đều yêu thích và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa thời gian chất lượng cho phép kết nối cảm xúc sâu sắc hơn và củng cố mối liên kết tham gia vào các hoạt động phù hợp với lợi ích hoặc mục tiêu chung sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ nó cho phép sự phát triển liên tục và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp hãy cảm nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với người ấy của bạn thực sự dành thời gian để chìm đắm trong lòng biết ơn và cho phép cảm xúc của bạn dâng trào hạnh phúc hãy nói những lời biết ơn với người ấy và hành động theo cách thể hiện rằng bạn đánh giá cao người ấy hãy nhận ra rằng không ai là hoàn hảo ngay cả người mà bạn chia sẻ mối quan hệ tâm hồn lành mạnh cho nên hai bạn hãy luôn thực hành tha thứ biết ơn và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề khi cả hai hiểu và thương nhau sử dụng tình yêu để nuôi dưỡng chữa lành biến đổi mối quan hệ ngày càng tích cực hơn cả hai có thể cùng nhau trải nghiệm một tình yêu sâu đầm bền chặt suốt cả cuộc đời